chào toàn thể bà con, cô bác, anh chị. Bây giờ nếu mà trong tay mọi người đang có khoảng 800 triệu đi, thì các bạn lựa chọn cái xe như thế nào? Một chiếc sedan hạng C, ví dụ như Altis này, Cerato hoặc Elantra. Hay là các bạn sẽ cố một chút xíu thôi, cố cái tiền thuế trước bạ thôi, để chúng ta có một cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ. Đó chính là cái chiếc Tucson này. Xe này là phiên bản xăng 2.0 bản tiêu chuẩn, và chúng tôi đang bán ra với giá là 770 triệu. Sau khi hoàn thiện tất cả thủ tục, nếu mà ở tỉnh 850, các bạn xuống đường ở Hà Nội khoảng 808. Phiên bản này là Tucson màu vàng cát, rất là đẹp các bạn. Tucson này nó có nhiều màu sắc và tôi nghĩ rất là đẹp luôn. Màu này là màu vàng cát này, ngoài ra chúng tôi có thêm màu trắng, màu đỏ đô, màu đen. Đó là những cái màu mà chúng tôi bán chạy nhất luôn. Về option thì một chiếc xe cao cấp của Hyundai không bao giờ thiếu các tính năng bổ trợ cho người lái. Ví dụ chúng ta sẽ có sẵn DVD tích hợp dẫn đường này, cảnh báo tốc độ này, rồi là camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến góc, cốp điện, ghế điều chỉnh điện, điều hòa tự động. Tất cả những cái đây chúng ta có hết. Về tính năng an toàn chúng ta cũng có đủ luôn, không thua kém gì những mẫu xe sang. Phanh ABS 4 bánh này, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Về cơ bản chiếc Tucson này, chúng ta có đủ tất cả những yếu tố để làm nên một chiếc xe gia dụng, một chiếc xe gia đình thông minh, tiện lợi, gầm cao, có thể sử dụng tại tất cả các điều kiện địa hình. Theo những cái xu hướng gần đây ấy, thì tôi về một cái số báo cáo bán hàng, càng ngày khách hàng càng ưa chuộng những mẫu crossover, có nghĩa là những cái mẫu xe tầm cao 5 chỗ như thế này. Các bạn thấy khoang nội thất nó có rộng rãi không ạ? Ghế da rất là mềm, độ ngả của ghế là vừa phải. Cửa gió điều hòa sau cũng trang bị đầy đủ hết. 6 loa cao cấp, cách âm thì cực kỳ tốt luôn. Xe Tucson này hiện tại thì đang được lắp ráp tại Linh Bình. Trước đây thì nó được nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên thì để giảm giá bán, cạnh tranh tốt hơn và tiếp cận đến khách hàng, Hyundai Ninh Bình đã quyết định là chuyển cái mẫu từ nhập khẩu sang lắp ráp CKD và hạ giá bán rất là thấp, 770 triệu thôi. Chúng ta đã có một cái mẫu xe như thế này rồi, thậm chí là còn hỗ trợ trả góp, tức là bạn chỉ còn chuẩn bị khoảng tầm 250 thôi, cả tiền xe, cả tiền đăng ký. Hàng tháng trung bình trả khoảng 6-7 triệu đấy, tùy thời gian vay. Chi tiết về thủ tục thì các bạn vui lòng liên hệ với một trong hai số hotline bên dưới. Nếu mà muốn lái thử, các bạn cũng vui lòng nhấc máy, alo một tiếng thôi, sẽ có nhân viên phục vụ ngay lập tức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video clip tiếp theo ạ.